Chào các em học sinh lớp 9, trường Chu Giang An. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ à, qua bài số 18, à, bài 18 vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Ở bài 17 chúng ta đã tìm hiểu phần vị trí địa lý, à, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. À, với bài 18 này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung kế tiếp đó là tình hình phát triển kinh tế của vùng. À, ngành đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là ngành công nghiệp mời các em quan sát cái lượt đồ sau đây à, đây là lượt đồ kinh tế vùng trung du miền núi bắc bộ dựa vào lượt đồ này hãy cho biết vùng có các ngành công nghiệp nào trong các ngành công nghiệp đó thì ngành nào là thế mạnh của vùng để trả lời được câu hỏi này đầu tiên là chúng ta phải quan sát thật kỹ cái lược đồ chúng ta thấy trên lược đồ có rất nhiều những ký hiệu để hiểu rõ về các ký hiệu đó thì chúng ta phải theo dõi cái bảng chú giải bên dưới để trả lời được câu hỏi này thì các em để ý cho cô cái phần bên góc bên tay trái của cái bảng chú thích nè dựa vào cái ký hiệu chúng ta có sẽ thể trả lời câu hỏi này vùng có các ngành công nghiệp đầu tiên là luyện kim nè à cái à, đến đó là cơ khí là hóa chất vật liệu xây dựng chế biến lâm sản sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm nè à, kế đến là vùng còn có các cái ngành công nghiệp à, nhiệt điện nè à, thủy điện nè đây là những ngành công nghiệp năng lượng và ngoài ra thì chúng ta thấy à, vùng còn có thêm rất nhiều những cái ngành công nghiệp khai thác khoáng sản như là khai thác than khai thác sắt khai thác đồng khai thác thiết khai thác abatit À, à, rít và à, nước khoáng như vậy trong số các ngành công nghiệp mà chúng ta vừa nêu á thì ngành nào được xem là à, thế mạnh của vùng ở bài 17 cô đã từng nói qua rồi trong số các ngành công nghiệp mà chúng ta vừa kể tên đó thì ngành nào là à, ngành công nghiệp được xem là thế mạnh của vùng kem đó là ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và ngành công nghiệp năng lượng mời các em quan sát tiếp một cái lượt đồ sau đây đây là lượt đồ công nghiệp năng lượng của vùng à, trong lượt đồ cũng có rất nhiều những ký hiệu nhưng chúng ta chỉ để ý cho cô à, cái phần ký hiệu à, các cái ngôi sao màu đỏ và ngôi sao màu xanh thôi với những cái ngôi sao màu đỏ đó là những cái nhà máy nhiệt điện còn với những cái ngôi sao màu xanh đó là nhà máy thủy điện à, bây giờ dựa vào lượt đồ chúng ta hãy cùng đọc tên các cái nhà máy nhiệt điện và thủy điện của vùng Đầu tiên là nhiệt điện trước nha các em nha Đây chúng ta thấy có một cái nhà máy nhiệt điện đó là nhà máy nhiệt điện Phả Lại nè à, Kế đến đó là nhà máy nhiệt điện Ung Bí nè à, Và tiếp theo đó là nhà máy nhiệt điện Na Dương à, Cô lưu ý một điều là cái lượt đồ này không chỉ có vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ đâu nha các em Mà nó còn có vùng Đồng Bằng, Sông Hồng và một phần nhỏ của Bắc Trung Bộ nữa Do đó là cô nhắc lại trong vùng trên cái lược đồ này có ba cái nhà máy nhiệt điện tiêu biểu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Kế đến đó là những cái nhà máy thủy điện. chúng ta xem những cái ngôi sao ở đây có lưu ý có cái ngôi sao màu trắng nè. Đây là nhà máy thủy điện Sơn La được xây dựng vào năm 2005 và được hoàn thành đi vào hoạt động vào năm 2012 à đây là cái nhà máy thủy điện lớn nhất ở nước ta cũng là nhà máy hiện đại nhất và cũng nổi tiếng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trước đây khi mà chưa có nhà máy thủy điện Sơn La thì nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những cái nhà máy nổi tiếng ở nước ta. Đây là cái nhà máy mà cung cấp 1 phần 3 sản lượng điện của cả nước. Chúng ta đã kem cung cấp 27% nguồn điện cả nước năm 2010. cái đến đó là nhà máy thủy điện Thác bà nè. Nhà máy thủy điện Thác Bà nè. Ngoài ra còn có thêm một cái nhà máy thủy điện nữa đó là nhà máy thủy điện Nằm Mù. Như vậy thì à, các em quan sát trên lược đồ các em hãy cho cô biết cây các nhà máy thủy điện thường là phát triển chủ yếu ở đâu? Các nhà máy thủy điện thường phát triển chủ yếu trên các cái dòng sông à, nơi mà à, đặc biệt là những cái con sông này à, có cái sức chảy của nước à, mạnh nha các em nha. À, tiêu biểu đó là nhà máy là thủy điện sơn la nè, nhà máy thủy điện hòa bình nè, phát triển trên sông đà thuộc hệ thống sông hồng kế đến đó là nhà máy thủy điện thác bà nè, nhà máy thủy điện nằm mu nè phát triển trên sông chảy sau đây là một số những cái hình ảnh nhà máy thủy điện thác bà, thủy điện hòa bình và thủy điện sơn la à, đây là cái hình ảnh của nhà máy thủy điện Hòa Bình ha hồ thủy điện Hòa Bình có cái trữ lượng nước là 9,5 tỷ mét khối nước tác dụng điều tiết lũ và cung cấp điện cung cấp nước tưới cho vùng trung du miền núi bắc bộ cũng như là đồng bằng sông Hồng nuôi trồng thủy sản điều hòa khí hậu và khai thác du lịch tiếp theo chúng ta sẽ quan sát tiếp cái lược đồ kinh tế của vùng trung du miền núi bắc bộ à, chúng ta sẽ cùng nhau à, xác định à, các cái trung tâm khai thác khoáng sản lớn của vùng à, và cho biết các trung tâm khai thác khoáng sản lớn này phân bố chủ yếu là ở đâu chúng ta nhìn các cái hiệu nè à, khai thác than nè chúng ta thấy khai thác than tập trung chủ yếu là ở quảng ninh nè ở Lạng Sơn cũng có khai thác than ở Thái Nguyên cũng có khai thác than nhưng mà cô nhắc lại nơi mà có cái ngành công nghiệp khai thác than phát triển mạnh nhất ở nước ta đó là Quảng Ninh nha các em à, kế đến đó là ngành công nghiệp khai thác sắt sắt có nhiều ở các tỉnh như là Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên nhưng mà riêng Thái Nguyên là nơi có trữ lượng than lớn nhất ở nước ta và tiếp theo đây chúng ta thấy công nghiệp khai thác thiết nè có ở cao bằng nè khai thác đồng khai thác apatit thì có ở lào cai nè sau đây mời các em theo dõi một số những cái hình ảnh người công nhân làm việc trong các cái hầm mỏ đây là mỏ than ha đây là sắt nè hình ảnh về khai thác đồng và khai thác apatit ở lào cai tiếp theo chúng ta sẽ xác định các trung tâm công nghiệp luyện kim cơ khí hóa chất từ đó cho biết các trung tâm công nghiệp này phân bố chủ yếu ở đâu chúng ta theo dõi lại cái phần à, chú giải của à, cái lược đồ nè phần à, giải thích nè à, các em thấy đầu tiên là công nghiệp luyện kim nè công nghiệp luyện kim là cái miền màu đen nè chúng ta thấy à, là ở thái nguyên là chủ yếu nè Thái Nguyên có nhà máy à, găng thép Thái Nguyên nổi tiếng nè. À, cái đến đó là công nghiệp cơ khí là cái miền màu hồng nè. Thì chúng ta thấy ở Thái Nguyên cũng có à, công nghiệp à, cơ khí mà ở Hạ Long cũng có ngành công nghiệp cơ khí nhưng mà ở Hạ Long thì có cái ngành công nghiệp à, cơ khí đóng tàu à, rất là nổi tiếng ở phía Bắc. À, cái đến đó là ngành công nghiệp hóa chất nè ngành công nghiệp hóa chất là cái miền màu à, màu xám nè, à, được à, à, phát triển mạnh ở việt trì à, ở việt trì có cái nhà máy hóa chất việt trì rất là nổi tiếng sau đây chúng ta sẽ à, xem một số những cái bức tranh về khai thác khoáng sản của vùng trung du miền núi bắc bộ dựa vào nội dung của những cái bức tranh sau đây À, các em hãy cho cô biết việc khai thác tài nguyên thiên nhiên à, như là khai thác à, khoáng sản đắp đập xây dựng hồ chứa nước vân vân có tác động như thế nào à, đối với vấn đề môi trường nơi đây chúng ta quan sát thật kỹ nội dung của các bức tranh này các em nhé đầu tiên à, là việc khai thác tài nguyên thiên nhiên à, nó sẽ làm thay đổi cảnh quan của vùng làm thay đổi hình thái môi trường của vùng so với ban đầu À, chúng ta nhìn cái hình ảnh của bức tranh này nè à, trong quá trình khai thác khoáng sản á, thì à, người ta đã à, đã thải rất nhiều những cái khói bụi vào trong không khí trong khói bụi đó có chứa các khoáng vật à, sunfua có trong than à, kẽm đồng à, gây rất nhiều độc hại đến sức khỏe của con người trong vùng À, và sau khi người ta khai thác khoáng sản xong thì thường người ta thường đem đến các cái dòng sông hoặc là các hồ à, có nước á, người ta sẽ sàng lọc à, để người ta à, lọc ra khoáng vật à, và à, các đất đá riêng ra. Thì trong cái quá trình mà sàng lọc đó trên các cái dòng sông à, đã gây ô nhiễm à, cái nguồn nước sông nơi đây. À, đã gây ô nhiễm nguồn nước sông nơi đây. À, chưa kể là à, các cái khoáng sản này nó không nằm trên mặt đất mà nó nằm dưới lòng đất và đôi khi nó nằm dưới các cái cánh rừng à, Như vậy muốn khai thác được các cái à, mỏ khoáng sản đó thì buộc lòng người ta phải à, chặt phá rừng à, để mà khai thác khoáng sản Thì các em biết khi mà chặt phá rừng à, để mà khai thác khoáng sản đó, thì nó có ảnh hưởng đến đất trồng nơi đây hay không các em? có ảnh hưởng đến đất trồng, có ảnh hưởng đến à, cái chế độ thủy văn của các dòng sông cũng như có ảnh hưởng đến à, số lượng à, các loài động vật và thực vật nơi đây như vậy thì các em thấy việc khai thác khoáng sản đã đem đến rất nhiều những cái khó khăn à, có ảnh hưởng đến môi trường à, cũng như là đến sức khỏe của người dân nơi đây vậy thì theo em để khắc phục những cái khó khăn trên thì chúng ta cần áp dụng những cái biện pháp nào mời các em quan sát những cái bức tranh sau đây dựa vào những cái bức tranh sau đây các em có thể nêu cho cô những cái giải pháp để khắc phục những cái khó khăn khi khai thác khoáng sản có ảnh hưởng đến môi trường hay không nè giải pháp thứ nhất đó là gì các em trồng rừng trên vùng đất đã khai thác khoáng sản và thứ hai là xây dựng hệ thống xử lý nước thải rác thải trước khi thải ra môi trường sau đây là những cái hình ảnh của các cái đoàn viên của các tỉnh người ta trồng rừng Và tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số những cái bức tranh sau đây Dựa vào nội dung của các bức tranh Các em có thể cho cô biết những cái bức tranh nơi đây có nội dung như thế nào hay không nè Các em nhận bức tranh này nè Những cái người dân sống ở vùng núi đa số là người dân tộc ít người à cô nhắc lại à, những cái người dân sinh sống ở vùng núi Trung du miền núi Bắc Bộ này à, phần lớn là dân tộc ít người họ thường hay có cái thói quen trong canh tác đó là à, thường hay chặt phá rừng đốt rừng để lấy đất làm nương rẫy và cái cuộc sống trước đây của họ thường là cuộc sống du canh du cư không ổn định như vậy để bảo vệ cho à, môi trường à, của à, vùng thì à, những cái biện pháp mà khi nãy cô vừa nêu á là trồng rừng à, bảo vệ rừng à, đặc biệt là những cái rừng đầu nguồn của các dòng sông thì việc khai thác các loại tài nguyên khoáng sản cần phải có kế hoạch và phải khai thác một cách à, cũng như là sử dụng một cách hợp lý các loại tài nguyên này à, bên cạnh đó cần phải thực hiện tốt chính sách định canh định cư hạn chế tiến tới chấm dứt cái tình trạng đốt rừng làm rẫy à, bảo vệ môi trường à, như vậy vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu à, được cái tình hình phát triển ngành công nghiệp trong vùng ở à, đây là phần nội dung ghi bài à, của các em phần à, ngành công nghiệp tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành thứ hai đó là ngành nông nghiệp à, trong nông nghiệp được chia ra làm hai nhóm ngành đó là nhóm ngành trồng trọt và nhóm ngành chăn nuôi chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên là nhóm ngành trồng trọt chúng ta quan sát tiếp cái lượt đồ à, dựa vào lượt đồ các em hãy kể tên các sản phẩm trồng trọt có trong vùng và cho biết loại cây nào chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước về diện tích và sản lượng giải thích tại sao chúng ta quan sát thật kỹ cái lượt đồ nha đầu tiên chúng ta theo dõi cái phần bản chú giải bên dưới chúng ta để ý cái phần chính giữa của cái bản chú giải nè, có rất nhiều những cái ký hiệu của các loại cây được trồng trong vùng như là chè nè, hồi nè, quế nè, cà phê, cây ăn quả nè, ngoài ra còn có ký hiệu về trâu bò nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói đến cây trồng trước, chúng ta xem trong vùng cây trồng nào được trồng nhiều nhất trong vùng các em? đó là cây nào các em đó là cây chè à, chè được trồng nhiều ở đâu ở hà giang nè ở tuyên quang nè ở yên bái nè ở việt trì nè ở sơn la ở thái nguyên à, và à, ở Làng sơn nè là chúng ta thấy chè được trồng nhiều rất nhiều nơi tỉnh ở trong vùng à tiếp à, đây là cây mà được trồng nhiều nhất trong vùng và à, có cái diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước của chúng ta à, vì sao như vậy thứ nhất à, trung du miền núi bắc bộ à, là nơi mà có cái à, à, diện tích đất ferraris rất là rộng lớn cái thứ hai nữa là khí hậu nơi đây là khí hậu cận nhiệt à, thuận lợi cho cây chè phát triển bởi vì cây chè là cây cận nhiệt đới Thứ ba nữa đó là thị trường tiêu dùng chè rất là rộng lớn trong nước ta thì cái chè là thức uống truyền thống của nhân dân ta. Còn ở thế giới thì chè cũng là thức uống ưa chuộng của nhiều nước trên thế giới. Nước ta nổi tiếng với các cái thương hiệu chè Mộc Châu ở Sơn La, chè Sang ở Hà Giang, chè Tân Cương ở Thái Nguyên. À, và cô nhắc lại đây là cây trồng à, chiếm diện tích lớn nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong vùng tiếp theo chúng ta quan sát ký hiệu cây hồi nè à, cây hồi à, người ta trồng cây hồi để lấy hoa hồi cái hoa hồi này người ta dùng làm à, gia vị à, và đặc biệt là trong phở chúng ta ăn chúng ta thấy phở nó có một mùi vị đặc trưng đó À, là do cái gia vị từ cái cây hồi này nè ngoài ra thì cây hồi cũng là một dược liệu quý trong ngành đông y à, kế đến chúng ta thấy trong vùng còn trồng à, rất nhiều à, các à, cây ăn quả nè chúng ta thấy là cây ăn quả được trồng nhiều ở lào cai nè ở hà giang nè ở sơn la nè ở lạng sơn và ở thái nguyên nè à, bên cạnh đó chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy vùng còn có trồng cây cà phê nữa. Tuy cây này chiếm cái sản lượng không nhiều. À, à tuy nhiên vẫn có trồng. Và tiếp theo đó là cây quế. À như vậy là vừa qua chúng ta đã à, kể tên được các loại cây trồng có trong vùng. Như vậy cô nhắc lại là trong trồng trọt gồm có 3 nhóm cây trồng, đó là cây à, công nghiệp, cây ăn quả và cây lương thực. Thì cái cây trồng nổi tiếng nhất và phát triển mạnh nhất trong vùng đó là cây công nghiệp và cây ăn quả. Tuy nhiên trong vùng người ta cũng có trồng lúa và trồng ngô nhé các em nhé. Lúa và ngô trong vùng được xem là cây lương thực chính. Cây lúa chủ yếu được trồng nhiều trên các cái cánh đồng mường thanh ở điện biên, bình lư ở lai châu hay là văn chấn ở yên bái vân vân còn ngô thì được trồng nhiều trên các nương rẫy ở các tỉnh. bên cạnh đó thì người ta còn trồng một số những cái loại rau ôn đới à, tiêu biểu đó là cái bắp cải nè. ngoài ra ở đây có một loại cây trồng rất đặc trưng đó là cây artiso. cây artiso này có lợi cho sức khỏe của con người à, đó chính là à, đem đến cái giấc ngủ ngon cho à, con người nếu như chúng ta ăn nhiều à, cái à, cái cây rau này nha các em nha đây là những cái hình ảnh à, cây công nghiệp của vùng cây chè nè à, cây quế cây hồi và một số những cái cây ăn quả cận nhiệt trong vùng bên cạnh đó còn có các loại cây ăn quả ôn đới nè vùng còn trồng rất nhiều những cái dược liệu quý như là đổ trọng tam thất đương quy xuyên khung hà thủ ô và đẳng xâm đây là những dược liệu quý của ngành đông y vùng này trồng khá nhiều các loại cây dược liệu quý đó các em bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ngành chăn nuôi À, như khi nãy cô có nói là à, trong cái lược đồ chúng ta có ký hiệu của trâu và bò à, Trâu ở trong vùng này à, được nuôi nhiều ở tỉnh Sơn La, tỉnh Tiên Quang và à, Lạng Sơn à, Riêng đối với cái đàn trâu à, thì à, ở Trung Du miền núi Bắc Bộ à, Đàn trâu chiếm tỷ trọng lớn nhất à, của cả nước Chiếm 57,3% Còn nuôi heo à, hay chúng ta còn gọi là lợn á thì chiếm khoảng 22% đàn lợn của cả nước. Đây là những cái hình ảnh của các cái đàn trâu, đàn bò và đàn lợn được nuôi nhiều trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ. nghề nuôi cá, nuôi tôm ở ao hồ đầm và vùng nước mặn nước lợ ven biển của Quảng Ninh cũng được phát triển mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các loại cá được nuôi nhiều ở cái vùng này đó là cá hồi và cá tầm và người ta nuôi với cái hình thức là nuôi bè. Đây là những cái hình ảnh các bè cá được nuôi ở tỉnh Quảng Ninh nè các em. Sau đây chúng ta quan sát một số những cái hình ảnh kế tiếp. Dựa vào những cái nội dung của những cái bức ảnh này, các em hãy nêu một số khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của vùng và nêu biện pháp khắc phục đây nè. Như khi nãy cô có nói là người dân ở vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ thường hay có thói quen là trong sản xuất họ thường hay đốt rừng để lấy đất làm nương rẫy và trong sản xuất thì cái trình độ sản xuất của họ còn rất là thấp họ chủ yếu là sử dụng sức người là chính trong việc mà cài xới đất họ sử dụng trâu bò là chính thay vì ở đồng bằng thì người ta dùng cơ giới dùng các loại máy móc thay thế sức lao động của con người và gia súc còn ở đây thì người ta lại à, sử dụng à, trâu bò làm sức kéo là chính à, qua cái hình ảnh này thì chúng ta thấy cái trình độ sản xuất nông nghiệp nơi đây là còn thấp nội dung của bức tranh thứ ba này các em thấy trên những cái lá cây này có cái đặc điểm gì các em có tuyết rơi có nghĩa là thời tiết nơi đây như thế nào các em là thất thường à, như ở bài trước cô có nói á, là à, trung du miền núi bắc bộ vào mùa đông à, thường hay có à, gió mùa đông bắc thổi mỗi khi gió mùa đông bắc thổi đem đến à, cái thời tiết lạnh cơ bản là khí hậu của vùng núi trung du miền núi Bắc Bộ này đã lạnh rồi, lại thêm ảnh hưởng của các đợt gió lạnh ở phương Bắc thổi về, làm cho cái thời tiết nơi đây giảm xuống đột ngột, đôi khi giảm xuống dưới 0 độ C, gây ra tình trạng là tuyết rơi, có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người cũng như là trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó vào mùa hạ các cái nhà máy thủy điện thường hay xả lũ và vấn đề xả lũ này đã gây ra việc nước của các mực nước sông dâng cao lên gây ra tình trạng lũ lụt đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông hồng À, đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là à, với khí hậu rét đậm rét hại đó làm cho gia súc trong vùng bị chết nè à, còn à, trên các cái cánh đồng thì các em thấy là à, có hiện tượng là à, có à, tuyết như vậy là có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp nơi đây như vậy để khắc phục những cái khó khăn do thời tiết do khí hậu gây ra thì chúng ta cần áp dụng những cái biện pháp nào thì mời các em quan sát những cái bức ảnh sau đây đầu tiên là cần phải theo dõi sát dự báo thời tiết để biết khi nào có cái thời tiết biến động để mà có cái biện pháp phòng chống thiên tai kịp thời chẳng hạn như là À, để phòng chống các cái đợt gió mùa đông bắc thổi thì thường người ta dùng những cái tấm bạc để người ta che đậy cho mạ ủ ấm cho mạ để cây có thể phát triển được tốt trong cái điều kiện thời tiết giá lạnh hoặc là người ta làm nhà và người ta phủ những cái tấm bạc xuống để mà giữ ấm cho các cái đàn trâu đàn gia súc nơi đây đó là một số những cái biện pháp à, nhằm khắc phục những cái khó khăn do thiên nhiên mang đến à, đối với sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó à, là à, vùng còn trồng rất là nhiều rừng à, để cải tạo đất, cải tạo môi trường à, và việc trồng rừng nơi đây được à, trồng theo cái mô hình nông lâm kết hợp à, à, nhằm góp phần nâng cao đời sống của người à, dân nơi đây và để bảo vệ môi trường sinh thái của vùng. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua về tình hình phát triển ngành nông nghiệp của vùng. Đây là cái phần nội dung ghi bài của ngành nông nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái ngành thứ ba đó là ngành dịch vụ. Mời các em quan sát cái lượt đồ sau đây. Đây là lượt đồ giao thông vận tải của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng. À, hãy xác định các tuyến đường giao thông quan trọng, các cửa khẩu quốc tế trong vùng và cho biết ý nghĩa của chúng đối với với việc phát triển kinh tế của vùng. Kem có còn nhớ cái bài số 14 cô đã từng dạy qua à, đó là bài à, giao thông vận tải hay không nè. Trong bài cô có nói đến là có 6 loại hình giao thông, trong đó có loại hình giao thông đường sắt. À đường sắt được phát triển mạnh ở à, vùng nào kem có còn nhớ không? tuyến đường sắt thống nhất là tiếng đường sắt dài nhất nước ta. Ngoài tiếng đường sắt đó ra, chúng ta còn có các cái tiếng đường sắt nào nữa? Có những cái tiếng đường sắt đi từ à, Lào Cai đến Hà Nội, từ Lạng Sơn đến Hà Nội hay từ Thái Nguyên đến Hà Nội hoặc là từ Hải Phòng đến Hà Nội. Các em có nhớ không nè? À, tuy nhiên trong vùng thì chúng ta chỉ để ý các cái à, tuyến đường sắt đó là tuyến đường sắt đi từ lào cai đến hà nội nè từ lạng sơn đến hà nội và từ thái nguyên đến hà nội thôi mà chúng ta biết hà nội à, đó là một cái à, thành phố là cái thủ đô lớn của nước ta à, nằm ở vùng đồng bằng à, sông hồng À, như vậy giữa trung du và miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng đã hình thành nên một cái mối à, giao lưu thương mại từ rất lâu đời. À không những qua các cái tuyến đường sắt à, mà còn có các cái tuyến đường ô tô nữa à, những tuyến đường ô tô quan trọng như là tuyến đường ô tô à, quốc lộ 1A nè, à, quốc lộ 3 hay quốc lộ 2, quốc lộ 32, quốc lộ 6 vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp cái vế kế tiếp trong câu hỏi này là các cửa khẩu quốc tế trong vùng, xác định các cửa khẩu quốc tế trong vùng. đầu tiên là chúng ta xem nè, ở phía bên tay phải các em đầu tiên là tỉnh Quảng Ninh nè, có cái cửa khẩu quốc tế Móng Cái nè, thấy chưa? rồi kế đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nè, thuộc tỉnh Lạng Sơn nè, à cửa khẩu quốc tế tà nùng, cửa khẩu quốc tế trà lĩnh thuộc cao bằng nè, cửa khẩu quốc tế thanh thủy ở hà giang nè, cửa khẩu quốc tế mường khương ở lào cai và cửa khẩu quốc tế ma la thăng ở lai châu. đây là các cửa khẩu quốc tế giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa nước ta với trung quốc. À, bên cạnh đó chúng ta còn có một cái cửa khẩu nữa đó là cửa khẩu tây trang nè à, là cửa khẩu giao lưu trao đổi hàng hóa giữa nước ta và nước lào như vậy à, các tỉnh biên giới của vùng có mối quan hệ trao đổi hàng hóa truyền thống với các tỉnh vân nam quảng tây trung quốc và thượng lào một số vùng kinh tế mới đã được mở xây dựng tại các cửa khẩu biên giới việt trung cũng như là việt lào sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển du lịch của vùng sau đây chúng ta sẽ theo dõi một số những cái hình ảnh về các tuyến đường sắt lào cai hà nội nè à, tuyến đường sắt thái nguyên hà nội nè hay những cái tuyến đường ô tô và đặc biệt là tuyến đường thủy ở cảng cái lân của tỉnh quảng ninh tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số những cái hình ảnh về cửa khẩu quốc tế giữa nước ta với lại trung quốc và lào cửa khẩu quốc tế móng cái nè, lào cai nè, tây trang nè. Tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi một cái lượt đồ. Đây là lượt đồ du lịch của vùng trung du miền núi bắc bộ và đồng bằng sông hồng. Chúng ta chỉ để ý vùng trung du và miền núi bắc bộ thôi nha các em nhé. Xác định trong vùng có những cái tiềm năng gì để phát triển về du lịch. Chúng ta nhìn cái cột bên tay phải nè, đây là những cái bảng à, giải thích về các ký hiệu trong lược đồ nè. Trong vùng có rất nhiều những cái tài nguyên du lịch về tự nhiên cũng như là tài nguyên du lịch về nhân văn. À, bây giờ chúng ta kể tên các cái tài nguyên du lịch tự nhiên trước nha. Đầu tiên là di sản thiên nhiên thế giới nè, chúng ta thấy trong vùng có Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh nè. Đây là di sản thiên nhiên thế giới nè. À kế đến đó là vườn quốc gia trong vùng có các vườn quốc gia nổi tiếng như là Ba Bể nè, Hoàng Liên nè, à Sơn nè, Ba Vì nè. À kế đến đó là các cái hang động như là động Tâm Thanh, động Hang Chui. À Tâm Thanh thì ở Lạng Sơn còn Hang Chui thì ở Hà Giang. À, và ngoài ra chúng ta còn thấy một số những cái suối nước nóng như là suối nước nóng quang hanh ở quảng ninh nè suối nước nóng mỹ lân ở tiên quang nè suối nước nóng kim bôi ở hòa bình nè bên cạnh đó chúng ta thấy dọc ven biển quảng ninh có địa điểm du lịch đó chính là bãi biển Trà cổ bên cạnh đó chúng ta còn thấy có một số những cái thắng cảnh đẹp như là chợ kỳ lừa nè ha hay là cái cửa khẩu quốc tế móng cái nè ha rồi chúng ta còn thấy có cái hồ thác bà nè hay là Sa đặc biệt là Sa là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nè bên cạnh đó còn có hồ thủy điện nè đó là những cái tài nguyên du lịch về tự nhiên còn nói về tài nguyên du lịch nhân văn thì vùng có rất nhiều những cái nguồn tài nguyên du lịch nhân văn à, như là à, đầu tiên là chúng ta xem cây vùng có những cái à, à, di sản à, À, những cái di tích nào đầu tiên là di tích lịch sử cách mạng là chúng ta thấy có nhà tù Sơn La nè à, rồi khu di tích à, Điện Biên nơi chúng ta chiến thắng à, à, Đờ Cát Tơ Ri tướng Pháp nè ha rồi kế đến là à, khu du lịch Tân Trào nè ha. và à, hang Bắc Bó nè chưa rồi sau đó chúng ta xem tiếp ở trong vùng còn có những cái nguồn à, tài nguyên khoáng sản nào ờm à, à, cô xin lỗi là à, cái nguồn tài nguyên du lịch nào ở đây chúng ta còn có thấy ải chi lăng nữa nè thấy chưa ải chi lăng nè à, rồi à, đến các lễ hội truyền thống gồm có lễ hội đền hùng nè à, có lễ hội đền hùng nè à, lễ hội yên tử nè à, lễ hội à, à lễ hội à, yên tử và à, như vậy thì chúng ta thấy trong vùng có rất nhiều nguồn tài nguyên du lịch à, ngành du lịch nơi đây à, được xem là thế mạnh kinh tế của vùng à, ngành này à, đã góp phần à, củng cố và phát triển cái mối quan hệ hữu nghị giữa nước ta với à, Trung Quốc và Lào sau đây là một số những cái địa điểm à, du lịch của vùng công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang Vịnh Hạ Long. Cô nhắc lại du lịch được xem là thế mạnh kinh tế của vùng đang được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về cái ngành du lịch của vùng. Đây là cái phần ghi bài của các em và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung kế tiếp đó là các trung tâm kinh tế của vùng à, dựa vào lược đồ hãy xác định các trung tâm kinh tế lớn của vùng à, cho biết mỗi trung tâm phát triển những cái ngành công nghiệp nào đầu tiên chúng ta quan sát nè đây là à, trung tâm công nghiệp Hạ Long à, trung tâm công nghiệp Hạ Long gồm có cái ngành nào à, chúng ta nhìn nè gồm có ngành cơ khí nè À, ngành vật liệu xây dựng nè, à, ngành à, chế biến lương thực thực phẩm nè, à, ngành sản xuất hàng tiêu dùng nè, à, và cái trung tâm công nghiệp thứ hai, à, trung tâm công nghiệp thứ hai đó chính là thái nguyên, thái nguyên gồm có à, ngành công nghiệp luyện kim nè, à, ngành công nghiệp cơ khí nè, à, và cái trung tâm công nghiệp thứ ba ở đó chính là việt trì, ở việt trì thì chúng ta thấy có ngành à, chế biến lương thực thực phẩm nè, ngành hóa chất nè, ngành sản xuất hàng tiêu dùng và đặc biệt là có ngành chế biến lâm sản. Và cái trung tâm công nghiệp thứ tư đó là Lạng Sơn chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng của vùng. Cũng như là trao đổi buôn bán hàng hóa với các vùng khác. đây là những cái hình ảnh của các trung tâm kinh tế mà chúng ta vừa xác định đầu tiên là Hạ Long kế đến đó là Thái Nguyên, Việt Trì và Lạng Sơn như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về các cái hoạt động kinh tế của vùng cũng như là các trung tâm kinh tế của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại cái phần kiến thức từ nãy giờ chúng ta đã học em nhé ở đây cô có 3 bài tập với 3 câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta sẽ lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi một câu hỏi sẽ có 4 đáp án, chúng ta sẽ trả lời chọn một cái đáp án đúng nhất trong 4 đáp án em nhé. Đầu tiên, câu thứ nhất, ngành công nghiệp quan trọng nhất của trung du miền núi Bắc Bộ là A luyện kim, B cơ khí. C hóa chất và D à, cô lặp lại đọc lại nhé ngành công nghiệp quan trọng nhất của trung du miền núi bắc bộ là A luyện kim B cơ khí C năng lượng và D là hóa chất như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đúng nhất em đó là đáp án C năng lượng câu hỏi thứ hai Điều kiện sinh thái phong phú làm cho nông nghiệp của Trung Du miền núi Bắc Bộ đa dạng thể hiện ở chỗ A. Có cả sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới B. Có cả lúa, hoa màu, cây công nghiệp C. Có cả sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi D. Có cả cây công nghiệp lâu năm và hàng năm Như vậy trong 4 đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đúng nhất em? Đó là đáp án A. Có cả sản phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới chúng ta qua câu hỏi thứ ba hiện nay nhà máy thủy điện nào có công suất lớn nhất nước ta a hòa bình b sơn la c thác bà và d là tuyên quang chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đúng nhất các em đó là đáp án b sơn la như vậy à, nội dung bài học Hôm nay đến đây là kết thúc. Các em ở nhà, các em học bài 18 và sau đó các em à, à, xem trước nội dung bài 20 cho cô đó là vùng đồng bằng sông Hồng vùng thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo các em nhé cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau